Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại video của Hải Bãi nha. Hôm nay giới thiệu anh em một bộ nòng máy nòng rim, máy cưa xích Estin 250 nha các bác nhá. Bộ nòng mới luôn. Đi tông zin. Tông zin 250. Xịn xịn anh em nhé. Thằng này là hàng zin trong máy luôn đấy. Siêu bền anh em luôn. Đó. Giá cực tốt cho anh em luôn nhé. Anh em nào đang có nhu cầu tìm mua bộ nòng zin hàng theo máy này thì là độ bền nó cao hơn các cái dòng mà nó phụ tùng rời ngoài anh em nhé. Đó, những dòng này thì rất ít khi có. Đó, hàng zin bóc máy. Mới các cả rễ đạn anh em luôn đấy. Nguyên bộ này Hoàng nó bán anh em với giá là 1.800.000, bao ship tận nhà luôn. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 nha. Số lượng có một bộ rồi anh em nhé. Anh em nào đang cần mua mình thay thế thì lấy con này giá cực tốt luôn nha. Bình thường anh em thay ngoài không bao giờ có giá đó nhá. Bây giờ anh thay ngoài trên 2 triệu là ít nhá. Rồi, xin cảm ơn anh em nhé.